quả đất. Ông xã của em tuyệt vời, ông xã của em không ham chơi, ông xã yêu em nhất trên đời, chỉ yêu mình ông xã mà thôi. Bà xã anh đừng vội vàng, bà xã anh rất là ngoan, bà xã anh không ngang tàn, chỉ mình bà xã anh giỏi giang. Mà ngày hôm nay mình gặp nhau đây, tôi chính thức nói chuyện với anh rằng anh kêu thằng Khôi nó nhanh chóng nó làm thủ tục ly hôn giùm tôi liền. Anh với thằng Khôi mà có lòng với con với cháu thì tốt, còn ví dụ nha, nó không có trách nhiệm cũng được, anh không có trách nhiệm cũng được, tôi không cần. No problem, tôi sẽ đưa con Linh với hai đứa nhỏ về Mỹ với tôi. Ok. Nè, tôi nói cho chị biết nha, cháu ngoại của chị là cháu nội của tôi à, chứ không phải chị muốn đưa đi đâu thì chị đưa à. Tôi còn sống sợ sợ đây nè, tôi chưa có chết mà chị xui. Trà thiêu rồi đó. Mẹ ha mẹ. Ừ. Lên hả con? Trời, sao con gọi về đúng lúc quá vậy? Nè, sẵn bữa nay tụi nhỏ đi học chưa về, con kêu thằng Khôi về nhà liền lập tức để mẹ bàn công chuyện. Sẵn tía chồng con mới dưới quê lên nè. Mẹ nói cái gì? Ông nội của cô Bin mới lên hả? Ừ, trời ơi, công nhận ông hay thiệt á. Mẹ mới nhắc tới ông, ông nhấn chuông liền à. Ông này ông chết ông linh dữ lắm à nghe con. Ờ, con chưa có nói gì với tía. Ờ, mẹ lựa lời, mẹ nói với tía nha. Trời ơi, có gì đâu mẹ phải lựa lời. Con là dâu con không lựa lời chứ, mẹ ngang ngửa với ông mà. Có mắc gì mà mẹ phải lựa lời, mẹ nói thẳng cho ông nghe rồi. Chị cho tôi mượn điện thoại tôi nói chuyện. Anh mắc cười quá, tôi đang nói chuyện nói mà anh làm gì vậy? Trời ơi. Đưa tôi. Tôi đang nói chuyện con tôi mà làm gì kỳ cục vậy? Nhưng mà nó là con dâu của tôi. Ủa nhưng mà nó là con gái ruột của tôi. Linh à, con cứ làm việc đi con, hiểu không? Cứ làm việc đi, tía không có đồng ý cho tụi con thôi nhau đâu, hiểu không? Nghe trời, con. Trời. Alo. Linh, con có nghe mẹ nói không? Con nghe mẹ nói không? Đưa tôi nói chuyện với dâu thôi. Thiệt á. Linh, con đừng có quên cái câu sức giá tổng phu nghe con. Tía không có muốn cho tụi con ly tán với nhau đâu. Tổng phu cái chuyện nó xưa lắm rồi nghe con. Xưa lắm rồi. Bây giờ con sống hiện đại chút xíu nha. Con đừng có nghe ai hết á. Ông đưa cái điện thoại cho nói chuyện với con tôi cái coi. Đưa đi. Ôi da, trời. Con à, tía nè. Trời ơi. Chị Xui. Chị Xui à, chị có sao không chị Xui? Chị Xui à. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, có chuyện gì ở nhà vậy? Chết rồi. Trời ơi trời, mẹ ơi bắt máy đi. Làm cái gì ở nhà vậy trời? Alo, anh Khôi hả? Anh nghe. Anh mau về đi, ông nội của cô Bin mới lên, đang ở nhà đó. Cái gì? Ông nội của Bin lên hả? Phải. Mà hình như là tía với lại mẹ có chuyện gì đó. Căng thẳng lắm.
Rồi hình như là không biết có đánh nhau không nữa. Ờ, à, được rồi, anh về liền. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà ơi, bà có sao không bà? Oh yeah. Trời ơi bà bị sao vậy? Ủa, ông là ai vậy? Ăn cướp, bớt người ta ăn cướp bà. Cầm miệng lại. Người ta ăn cướp. Ai ăn cướp? Bà ở đâu vậy? Ở đâu mọc ra mày vô đây mày nói tao ăn cướp? Ông là ai? Ông không là ăn cướp, ông là ai? Muốn biết tao là ai hả? Ừ. Hỏi bà kìa. Bà ngoại. Ủa vậy ông là ông ngoại hả? Ê mày, cuộc đời tao ghét nhất ông nội này nghe. Dạ, gì chứ. Dạ. Bà có sao ông không bà? Ông kêu bà, ông kêu bà. Bà có sao không bà? Ông vậy, vậy, vậy cuối cùng ông là ai vậy? Tao là ông nội của Bin nè. Cô mày nội. Ở đâu nhào vô đây ngang xương? Còn là ăn cướp nữa. Dạ, con xin lỗi ông nội. Dạ con là bé chính, là quản gia của nhà này đó ông nội. Ở đỡ hả? Ở đỡ thì nói ở đỡ đi, quản gia gì nữa. Dạ ông nội, con là quản gia, con không phải là ở đỡ. Thì ở đỡ là quản gia đó. Con không muốn nói chuyện với ông nội nữa. Con không phải là ở đợ mà. Bà ơi bà có sao không bà? Oh, bà có sao không bà? Oh yeah. Ủa bà, oh, bà yeah. Bà nói gì vậy bà? Cái gì? Tụi con đau, tụi con kêu sao quên rồi. Dạ đau, đau là con kêu ôi da. Còn ôi da là gì? Dạ ôi da là khi mà sung sướng á, cái bà kêu là mà bà có sao không bà? Yeah. Không bà. Ôi da bà, ôi da. Dạ ui da. Bà có sao không bà? Bà đau ở đây hả bà? Đưa con coi với. Chết rồi, bà đau như vậy. Có khi nào bà bị gãy xương không bà? Bà, mày đừng có tào lao quá đi. Dạ. Có chút xíu gãy xương gì. Bà dòm cái tay bà kìa. Đó, cái tay cỡ đó mà nhắm có gãy nổi không? Anh nín đi bà, anh bà, đúng bà. Là hàm hồ. Anh đúng là người đàn ông thiếu tế nhị. Tôi nói thiệt với anh á, mặc dù tôi trẻ trung say đắm vậy thôi, chứ cái thâm niên của tôi là ngang ngửa anh rồi. Mà anh thừa biết cái tuổi này cái xương nó mục. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Có khi nào nó mục rồi xong nó vỡ vụn nó bên ôi trong. Chết rồi. Bà đừng có ngậm máu phun người. Tự bà giằng co rồi tự bà té. Rồi bây giờ bà muốn làm mạng với tôi hả gì? Trời ơi, tôi đau đớn như vậy mà ông nói tôi làm mạng. Bây giờ sao bà? Bây giờ sao bà? Con lấy nai quanh dạ, qua. Dạ. Dạ. Quay liền nai quanh qua. Ủa là ai vậy bà? Kêu bố lết tới còng đầu ông nội này. Không bà, ở đây còng đầu bà ơi, ở đây là mình phải gọi 113 đó bà. Gọi cái gì cũng được, miễn có người tới còng đầu ông này thôi. Dạ. Ô, khoan. Dạ dạ. Trước khi gọi con điện cho Linh. Kêu Linh là nhà có án mạng. Hả? Kêu về kêu đưa bà đi cấp cứu gấp. Dạ. Chết rồi bà ơi, chị Linh á, con gọi chị không có bắt máy. Bà ơi, bây giờ không mấy con kêu xe cấp cứu đưa bà đi bệnh viện nha bà. Mày đừng có kêu xe cấp cứu, chở không có hết đâu. Dạ. Kêu xe cần cẩu á. Chi vậy ông? Mày nhìn đi, ai bưng cho nổi. Ôi da, tôi nói cho ông biết nha. Dạ. Sau khi tôi cấp cứu bệnh viện xong, tôi về tôi làm cái đơn tôi thưa ông. Ông nhục thưa mạ gì? Nhân phẩm tôi. Ông nhục mạ nhân phẩm tôi. Lẹ đi. Alo. Alo, Dũng Chí Bén hả? Đang ở đâu vậy? Đang trước cửa nè. Cái gì? Ở đâu sẵn ở đó vậy cha nội? Thôi nè, ở yên đó nha. Đợi tôi chút xíu tôi ra liền nha. Đi bà, có xe rồi, đi. Con nói xe chim én là xe gì? Dạ xe ôm. Gãy à. Coi chừng gãy xe ôm của con chim én đó, chịu không nổi đâu. Xe ôm là xe what? Dạ xe Honda hả bà? Oh no. No. Bà chỉ đi taxi thôi. Chứ. Chính. Chị Linh. Mẹ chị có sao không vậy? Dạ không, ngoài không có sao hết trơn á. Ngoài đang ở trong phòng chụp CT á. Hồi nãy chụp X-quang á là bác sĩ đã nói không có sao rồi. Mà tự nhiên không hiểu sao bà ngoại đòi chụp thêm CT nữa chị. Em nghĩ chắc không sao đâu. Mẹ. Ngoại. Mẹ ơi, mẹ có sao không vậy? Ủa? Hả? Mẹ không sao, chỉ bị nứt xương thôi. Trời đất ơi, nứt xương hả? Ủa, ngoại. Hồi nãy chụp X-quang xong á, xương ngoài đâu có bị nứt đâu. Mà sao cái tự nhiên chụp CT ra ngoài bị nứt xương vậy? Mấy người hay quá ha. Mấy người biết tôi đau làm sao hả? Tôi đau, tôi tự biết tôi đau mà. Hình như ông nội của Vinh nói đúng. Cái kiểu chảnh chẽ của bà ngoại như vậy là chắc làm dạ rồi. Nhưng mà mẹ té sao mà ra nông nổi này vậy? Khổ ghê vậy đó. Con về hỏi tía chồng con đi rồi con sẽ biết.
Mẹ. Ôi không. Thôi xong. Cuộc chiến xui gia này mà xảy ra thì thế nào tình yêu của đôi trẻ cũng bị gãy gánh. Mấy cái này rành lắm, coi phim thấy hoài, rành lắm. Tía. Tía lên hồi nào vậy? Sao tía không báo con để con chạy ra bến xe đón tía? Thôi khỏi. Mày lo đưa rước con cái tiếp con Linh kìa. Còn tao hả? Vài chục ngàn xe ôm là tới nhà rồi. Lo làm chi cho nó mệt. Bà ngoại của Bin đâu rồi tía? Bà đi bệnh viện rồi. Sao phải đi bệnh viện? Té. Ủa sao té? Tao với bà giành cái điện thoại bà té. Trời ơi. Tía với mẹ vợ con làm như quan gia trái chủ hay sao? Gặp nhau chục lần là đúng chục lần có chuyện à? Tại bà muốn nằm dạ thôi. Té có chút xíu. Làm gì dữ vậy? Mà tía cũng kỳ nữa. Dành chi không biết à. Già cả hết rồi. Giờ một trong hai người ai té cũng làm khổ con cái hết. Mày khỏi có dạy khôn tao. Ai làm khổ con cái? Chứ không phải chuyện của tụi bay á. Tao lên đây làm gì cho nó sanh chuyện? Bây giờ còn hả họng nói kiểu đó nữa hả? Thiệt tình. Chưa giải quyết xong chuyện này đã đến chuyện kia rồi. Giải quyết chuyện gì là chuyện gì? Tao nói rồi á, vợ chồng trước dẫn sau quề. Hở ra cái là ly dị. Ly dị mày làm cái gì? Cũng nghĩ tới hậu quả con cái sau này chứ. Mẹ. Chị Xu có sao không chị Xu? Dĩ nhiên là gia đình của tôi phước lớn, cho nên là tôi đâu có dễ chết vậy được. Chỉ bị nứt xương thôi. Anh Xu có buồn không? Chị Xu à, thiệt tình đó là tôi. Thôi 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 khỏi. Khỏi thanh minh thanh nga gì hết. Cái chuyện mà anh có xô tôi không là tự lương tâm mạng mở của anh biết. Mà thôi, má thấy vậy cũng hay con à. Để cho con Linh gái tôi nó sáng mắt nó ra. Mẹ, tía con không có ý làm vậy đâu mẹ. Ủa, ý con vậy là sao? Ý con nói là mẹ du khống với tía con hả? Ý nói mẹ là mẹ tự ăn dạ, mẹ tự giật giả ra rồi mẹ bắt bồi thường hả? Mẹ. Dạ không phải, ý con không phải vậy. Không phải. Ý con sao? Ông nội Cu Bin cố ý đâu. Cái này là dằn qua dằn lại rồi vô tình té mà. Dạ. Thôi 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 thôi. Coi như là lỗi tại mẹ. Mẹ tự mẹ té. Mẹ tự mẹ xô mẹ. Mẹ tự mẹ nứt xương. Thôi. Tôi phải lên trên lầu tôi uống một viên thuốc cho bớt đi cái đau đớn của tôi. Đau tai thì ít mà đau tim thì nhiều. Con gái tôi sao nó hồng nhan bạc phận quá. Giống tôi. Giờ còn hai vợ chồng con, tía muốn nói chuyện với hai đứa. Hai đứa ngồi đi. Để con lên coi mẹ con có chuyện gì không, rồi con xuống nghe tía. Thôi con lên đi. Dạ. Con xin lỗi tía, vì chuyện của vợ chồng con mà để cho tía phải bận tâm. Mày biết nói vậy thì nên thân lên một chút đi. Chuyện của con với mẹ của Bin cũng không có đơn giản là lỗi của con. Làm đàn ông sức làm sức chịu, đừng có đổ lỗi cho ai hết. Con không phải là đổ lỗi, nhưng mà thôi đi, đến nước này con cũng không muốn giấu giếm tía làm cái gì nữa. Con với mẹ của Bin đã gửi đơn ra tòa rồi, giờ chỉ còn chờ thủ tục nữa là xong. Con xin lỗi tía, nhưng con cũng không còn cách nào khác. Tía à, sắp tới con phải đi công tác nhiều ngày. Mà mẹ của Bin nghe nói đâu cũng có dự án gì đó. Còn bà ngoại của Bin thì sống ở nước ngoài nhiều năm, nên không thể chăm sóc tụi nhỏ được. Nếu được, tía ở lại chơi với tụi nhỏ giúp con nha. Khi nào xong chuyến công tác về, con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để cho tía khỏi phiền lòng. Con nói vậy có nghĩa là hết cách rồi hả con? Dạ, tụi con không muốn gây mệt mỏi cho nhau nữa.
thôi. Con lên công ty giải quyết một số chuyện. Chúc con về. Không được, bằng mọi giá mình phải hàn gắn tụi nhỏ lại mới được. Vô đi. Sếp. Ừ? Em định hỏi anh về mẫu chụp cho bộ sưu tập sắp tới. Bộ nào? Bộ Doanh Nhân Trẻ Thành Đạt. Em có gửi ảnh người mẫu cho anh. Anh chọn được ai chưa? Tôi có coi qua rồi, nhưng mà tôi thấy chưa ổn. Ủa, có vấn đề gì hả anh? Nhìn họ chưa toát ra được vẻ lịch lãm của quý ông. Tôi có gợi ý này. Dạ, sếp nói đi. Bộ sưu tập này nhắm vào đối tượng khách hàng là doanh nhân thành đạt và sang trọng. Vậy tại sao mình không thử phá cách mời Tony làm người mẫu? À, dạ, em thấy cũng hay đó. Vậy cứ thử quyết định vậy đi. Nhưng mà em sợ là Tony không chịu. Cô cứ để tôi lo. Dạ, vậy em cảm ơn sếp. Sắp xếp bối cảnh thời gian và ekip, báo lại cho tôi. Dạ. Alo. Tony hả? Ông nội. Ông nội. Sao đi học bên đây điểm cao không? Dạ, rồi. Con thưa ông nội con mới về. Con cứ tưởng ông nội giận ba con chuyện hôm bữa cho nên ông nội không về. Đâu có, ông nội có giận ba con đi chăng nữa thì ông nội cũng nhớ hai con ông nội lên thăm chứ. Thôi nè hai đứa, vô trong thay đồ tắm rửa nhanh lên, đi nhanh lên. Đem chơi với anh chim sĩ chị vô ơi. Thôi vô thay đồ tắm rửa. Thôi, rồi ra chị chơi đi. Chị vô trước đi. Thôi nè bị la bây giờ nghe lời chị. Vô nha. Thôi để nó ngồi chơi với ông chút đi ha. Dạ. Nè nha, không nghe lời chị một hồi bị la chị không chịu trách nhiệm đâu á. À con vô trước nha ông nội. Dạ. Ủa ông nội ơi. Hả? Con này có giống chim hôm bữa không nội? Không, con bữa trước là con sáo. Còn con này là con két. Nó biết nói chuyện rồi đó con. Ủa có mẹ quá à. Nghe ông nội nói nè. Dạ. Chào ông nội, chào ông nội. Hay quá. Con kêu nó nói đi. Nó nói cái gì cũng được hết hả ông nội? Nó nói cái gì cũng được, nhưng mà nói chậm chậm thôi. Dạ, cho chị Ruby. Hay quá ông nội, nó khôn quá à. Để em nói. Em nói mà. Để em nói mà. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Nói đi, nói đi. Ủa sao nó không nói vậy ông nội? Sao nó không nói vậy ông nội? Nói đi. Trời ơi trời. Trời đất ơi. Con chim nó nói nè bà ngoại. Tụi con làm gì vậy? Tránh ra coi cúng gia cầm đó. Đứng lên liền. Dạ. Gặp kỳ đà cản mũi. Tụi nhỏ nó đang chơi vui mà chị làm gì dữ chị xui. Không có vui giết gì hết á. Mấy cái con chim này với con gà toàn là mầm cúng không á. Trời, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra ai chịu trách nhiệm? Sao? Cúng kiết gì mà chị lo? Chim này là của tôi, chứ không phải chim của người khác đâu, chị sợ cúng. Anh nói vô duyên quá. Chim anh hay chim người khác á, bệnh là bệnh à. Tôi dân quê thiệt tình có sao nói vậy. Con chim này á là con chim tôi nuôi. Tôi biết nó đâu có bệnh hoạn gì đâu. Tôi mới đem lên đây cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Đồng ý là con chim của ông nuôi nó không có bệnh thiệt. Nhưng mà lỡ từ núi sập mà lên đây á, ông leo lên xe đò, rồi cái con chim của ông nó bị những con chim khác lây bệnh rồi sao? Không chừng giờ chim của ông nó nhiễm bệnh rồi đó. Không dám đâu, chim tôi không có con gì lây nổi. Bị lây chắc luôn rồi. Dạ. Đi vô đây. Bà ngoại cho con mượn cái này, cho con mượn chơi Talking Tom. Yeah. Vui quá, con cảm ơn bà ngoại. Ôi đau. Ê, tôi xin lỗi bà ngoại. Có sao chị xui? Tôi mượn anh quan tâm. Nhưng mà hả, con chim này nó biết nhá tiếng vui mà bà ngoại. Nhưng mà trong cái điện thoại này còn có nhiều cái vui hơn con chim nữa. Chờ gì nữa vô đây. Đúng mặt mà có chuyện.
Bà tính ngăn cản tình cảm với ông cháu tôi hả? Đừng có hòng. Còn lâu, còn lâu bảy núi sập này mới chịu thua. Sen ơi, Sen có hiểu cho lòng chính không Sen? Sen ơi, Sen ơi, Sen, Sen có biết không Sen? Sen à... không biết có chuyện gì xảy ra đây nữa. Dạ em nghe nè chị. Bé Chính hả? Tình hình ở nhà sao rồi? Ông nội với bà ngoại còn kình nhau nữa không? Tình hình ở nhà cũng vậy rồi chị ơi. Chị ơi, em không biết là mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa chị. Thôi, em ráng giúp giùm chị nha. Tháng này chị tăng lương cho em. Dạ. Cuộc đời của mình chưa bao giờ mình nghe hai từ tăng lương mà lại não nề như bây giờ. Đầu Sen đã gãy. Có điểm rồi. Anh hai đợi em với. Trời ơi, khoan té bây giờ hai đứa này thiệt á. Đây 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 rồi bà ngoại đưa nè. Em coi đây. Khoan khoan khoan, nghe bà ngoại dặn. Dạ. Thứ nhất là hai anh em chơi phải nhường nhịn nhau, ok? Ok. Thứ hai, chơi ít thôi, rồi sau đó là phải đi tắm. Dạ. Thứ ba, bà ngoại dặn nè, đừng có chơi game nhiều, tụi con sẽ bị nghiêng game đó, hiểu chưa? Dạ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó hen, đứa nào mà còn chơi game nhiều nữa hen, là cái mắt của tụi con á, trời ơi hả, mờ dần, sau đó đem cặp mắt kiến dây vậy nè, thiệt là xấu xí. Nhớ chưa? Ok. Ok bà ngoại. Bà ngoại cứ yên tâm nha. Dạ. Tụi ngoài con quá. Chơi game một tí á rồi sẽ trời đi tắm nha ngoại. Ừ. Con đi tắm liền luôn rồi, nha ngoại. Trời ơi bà ngoại yên tâm rồi. Mở ra, tụi con làm gì vậy? Nghe bà ngoại nói nè. Cho em chơi với. Con Linh nè, đúng là siêu nhân thiệt. Bông sen bông tím rồi lại vàng ơi. À, Chính ơi. Chính ơi là Chính, giỏi quá Chính ơi. Chân bông đẹp quá Chính ơi. Quá Chính. Đẹp. À, dạ. Sen đâu ra vậy? À, sen này á, là của ông nội của Bin á, đem lên đó ngoại. Đẹp quá à ngoại ha. Công nhận ở qua dưới quê nó tươi tươi tươi. Đẹp gì đâu luôn á. Cái đẹp gì quá. Vậy Chính? Đẹp cái gì? Dạ. Trời ơi, cái bông sen này á,